dần trôi cùng với tuổi thơ. Ngày xưa hồn nhiên cùng bao ước mơ. Và khi tôi cách xa tháng năm học trò, còn nhớ ngày chia tay ấy buồn. Ngoài sân phượng rơi hồng trắng kỷ niệm. Chợt nhớ về những ngày xưa đã xa. Và hôm nay chúng ta đã quay trở về. Bạn ơi giờ đây tôi muốn nói rằng lòng tôi vẫn nhớ người thầy ngày xưa dạy chúng tôi không còn trở lại nơi chốn ấy. Từng năm tháng chợt hiện trong ký ức. Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi phương trời cùng bao cánh hoa phượng rơi ngập đầy nắng vàng. Và những chiều mưa ta cùng bước trên đường xưa. Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi chốn ấy. Bao bạn thân khi xưa bên nhau, giờ đây còn lại mình ta trong nỗi nhớ thiết tha. Bao nhiêu yêu thương giấc mơ đã đi xa về nơi trái tim. Và còn lại trong ta những tháng năm dài, nhớ về những thâu kỷ niệm đã xa từ lâu. Giờ còn nụ hồng khi xưa ta tặng bạn, ép trong trang vở lưu bút ấy. Thế gian có đổi thay, tháng năm có phai, ta vẫn mãi nhớ đến, nhớ đến nhau. Chúng tôi không còn trở lại nơi chốn ấy. Từng năm tháng chợt hiện trong ký ức. Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi phương trời cùng bao cánh hoa phượng rơi ngập đầy nắng vàng. Và những chiều mưa ta cùng bước trên đường xưa. Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi chốn ấy. Bao bạn thân khi xưa bên nhau, giờ đây còn lại mình ta trong nơi nhà ấy. Đau đau biết đau rồi, ngày bạn và tôi vẫn thường đến lỡ. Giờ tìm nơi đâu còn lại đây chút nắng hồng. Nhưng giờ đây xa nhau mất rồi, bản thân ơi chưa quên. Vâng ạ, xin được hân hoan chào đón các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các bạn lớp 12B đã về tham dự kỷ niệm 20 năm ngày ra trường niên khóa 1999-2002. Vâng ạ, lời đầu tiên cho phép em xin được thay lời cho các bạn ở trong lớp 12B xin được gửi tới các thầy cô giáo lời kính chúc sức khỏe và chúc cho các thầy cô giáo vạn sự như ý ạ. Và xin được chúc cho tất cả các bạn học sinh lớp 12B khóa 1999-2002 lời chúc sức khỏe, an khang và hạnh phúc. Chúc cho buổi gặp mặt hôm nay của chúng ta thật nhiều niềm vui và ý nghĩa, cũng như tình bạn của chúng ta ngày càng bền chặt, gắn bó dài lâu. Dạ vâng, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa toàn thể các bạn. Kể từ ngày lớp chúng ta ra trường, thì các thầy cô, bạn bè rời xa mấy trường cấp 3 Tân Lạc đến nay cũng đã được 20 năm. Và cũng trong cái thời gian đấy thì mỗi chúng ta lại bị cuốn treo dòng xoáy của cuộc đời với bao suy nghĩ, lo toan cho cuộc sống, với bao niềm vui, nỗi buồn, nhiều thứ đáng nhớ và cũng có điều cần phải quên. Nhưng có một điều em chắc chắn rằng mỗi người trong chúng ta ở đây sẽ không thể quên được những ngày còn học chung dưới mấy trường cấp 3 Tân Lạc. Mỗi khi hè về, khi cánh phượng hồng như đang rực cháy, những hình ảnh kỷ niệm của ngày xưa lại bất chợt ùa về trong ta một nỗi niềm bồi hồi, xúc động.
Chúng ta mong muốn được trở lại mái trường xưa để một lần nữa được gặp lại các thầy cô và các bạn học thuở nào. Và đó cũng chính là lý do mà tất cả chúng ta có mặt tại đây trong ngày hôm nay để kỷ niệm 20 năm người ra trường của lớp 12B khóa học 1999-2002 ạ. Đến dự với buổi kỷ niệm 20 năm người ra trường của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta rất vinh dự và hân hoan được chào đón các thầy giáo, cô giáo đã dạy dỗ chúng ta trong những năm học dưới mái trường cấp 3 Tân Lạc. Sau đây, em xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các thầy cô giáo. Em xin được trân trọng giới thiệu thầy Hà Xuân Thư. Xin được trân trọng giới thiệu cô Bùi Thị Phúc ạ. Em xin được trân trọng giới thiệu cô Trần Thị Liên ạ. Em xin được trân trọng giới thiệu cô Đinh Thị Tín ạ. Em xin được trân trọng giới thiệu cô Nguyễn Thu Hiền. Em xin trân trọng giới thiệu cô giáo Lương Thị Nghĩa. Và đông đủ hơn cả trong buổi gặp mặt ngày hôm nay đó là các bạn thành viên của lớp 12B khóa học 1999-2002. Một lần nữa, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón cũng như cảm ơn sự hiện diện của các thầy cô và các bạn trong buổi sáng hôm nay ạ. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa toàn thể các bạn, nỗi nhớ thời học trò áo trắng đã được nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm viết trong bài thơ Chiếc lá đầu tiên thật không bao giờ có thể quên. Em thấy không, tất cả đã xa rồi, trong tiếng thở của thời gian rất khẽ. Tuổi thơ kia xa đi cao ngạo thế, hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say. Chùm vượng hồng yêu dấu ấy rời tay, tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước. Con ve tiên tri vô tâm báo trước, có lẽ một người cũng bắt đầu yêu. Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao điều, lời hát đầu xin hát về trường cũ. Tiếp theo chương trình, sau đây ban tổ chức xin được giới thiệu bạn Phạm Thị Huyền là lớp trưởng của lớp 12B khóa học 1999-2002 sẽ lên có lời chia sẻ, tâm sự cũng như là lời cảm ơn tới tất cả các thầy cô giáo và các bạn đã tới dự với buổi gặp mặt của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời bạn Huyền. Kính thưa các thầy cô giáo ạ và chào tất cả thân ái các bạn. Hôm nay trong cái không khí đầm ấm thân thương này thì trước hết em xin chân thành cảm ơn ạ tới tất cả các thầy cô giáo đã hiện diện tại đây ạ, không quản đường xá xa xôi, thời tiết thì rất là xấu, rồi những cái trở ngại trong việc sức khỏe và tuổi tác ạ, đã đến có mặt góp vui cùng chúng em nhân kỷ niệm 20 năm ngày ra trường ngày hôm nay ạ. Em xin thay mặt toàn thể các bạn học sinh lớp 12B khóa 1999-2002 ạ, gửi tới toàn thể các thầy cô giáo một sức khỏe, một lời tri ân sâu sắc nhất ạ. Và kính chúc các thầy cô giáo mạnh khỏe, gia đình an khang và bình an ạ. Tớ cũng xin chúc các bạn đã có mặt ngày hôm nay và những cái bạn có bận công việc không đến được cũng một lời chúc chân thành nhất, đó là sức khỏe và bình an. Tại đây thì em rất là xúc động. Sau tròn đúng 20 năm xa cách thì giật mình ra là thời gian trôi quá nhanh ạ, đã phủ bạc cái mái đầu của các thầy cô giáo ạ, và hằn rất nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt của chúng ta U40. Nhưng mà để trở về đây chúng ta được sống lại cái tuổi học trò ạ, được khi mà nhìn thấy cô giáo, thầy giáo ạ, em thấy như của mình đang được sống lại cái tuổi học trò, đang được nghe giảng tại cái ngôi trường phổ thông trung học Tân Lạc ạ. Xin các thầy cô nhận ở chúng em những lời tri ân, lời chúc mừng, lời cầu may mắn, sức khỏe chân thành nhất ạ. Kính thưa các thầy cô giáo, thưa các bạn, từ ngôi trường thân thương này, chúng ta đi muôn phương theo cuộc sống mưu sinh, theo công việc, theo nghề nghiệp mình đã chọn. Có những người rất là thành đạt ạ, có những bạn thì cũng còn rất là vất vả. Như chúng em đây ạ, là phải thoát ly ra ngoài xã hội để kiếm tiền, lo toan cho cuộc sống gia đình. Nhưng ngày hôm nay chúng ta bỏ lại tất cả những cái lo toan trong cuộc sống, bộn bề trong cuộc sống đấy, để về đây gặp mặt trong những cái niềm hân hoan vô cùng là xúc động như thế này ạ. Trong giây phút này, chúng ta nhớ lại và vinh danh các thầy cô giáo đã tận tụy dìu dắt chúng ta bước trên con đường học tập, phấn đấu từ ngôi trường thân yêu. Trong giây phút này thì chúng ta đồng cảm với những bạn mà còn đang bận công việc ở nhà và không đến dự được. Tớ rất là cảm ơn các bạn trong ban tổ chức
đã không quản khó khăn, đã chuẩn bị một buổi họp mặt rất là chu đáo như thế này. Rất cảm ơn các bạn. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô đã hiện diện cùng chúng em trong ngày vui hôm nay. Kính chúc toàn thể thầy cô thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và nhiều niềm vui trong cuộc sống ạ. Và cái buổi họp mặt của chúng ta hôm nay mãi mãi trở thành một dấu ấn thật đẹp, không phai mờ trong tâm tưởng của chúng ta. Và em cảm ơn các thầy cô giáo ạ. Xin chân thành cảm ơn ạ. À, dạ vâng ạ. Có lẽ là sau 20 năm gặp lại thì chắc chắn là trong tất cả các bạn ở đây sẽ có những nhiều cái niềm xúc động. Và bạn Huyền cũng thế thôi. Và ngay và bản thân em cũng thế, và bản thân mình cũng thế. 20 năm rồi mới có một số bạn mình mới được gặp lại. Nên là thật sự hôm nay trong lòng cũng cảm thấy rất là bồi hồi và xúc động và xao xuyến. Nên là nói năng vẫn còn chưa được trôi chảy lắm. Nhưng mà có lẽ là thay đổi không khí để buổi gặp mặt chúng ta hôm nay vui vẻ và phấn khởi hơn. Em xin phép được gửi tặng tất cả các thầy cô giáo và tất cả các bạn lớp 12B một bài hát viết về thầy cô giáo. Đây cũng là lời cảm ơn, lời tri ân mà bản thân em đại diện cho các bạn ở trong lớp 12B muốn gửi tới tất cả các thầy cô ạ. Bài hát được mang tên Người Lái Đò Thầm Lặng. Xin mời các thầy cô giáo và các bạn cùng thưởng thức. Như những người lái đò thầm lặng, như dòng sông chờ đợi phù sa, như bài hát không lời để suốt đời bên trang giao án, như cánh buồm chờ đầy khát vọng, như cuộc đời thầy đơn sơ trên bục giảng, thầy lặng thầm nhìn học sinh thân yêu, thầy lặng thầm bên trang giao án cuộc đời, xin được là gió, xin được là mưa, dù mát nhưng chưa hè, xin được là mây, là hoa hương ngát, bạc tóc thời gian vì đã. Quê hương thầy đẹp trong câu hát, bằng tóc thời gian vì đã em thân yêu, hát bài khúc ca tự hào về người thầy. Như dòng sông chờ đợi phù sa, như bài hát không lời để suốt đời bên trang giao án, như cánh buồm chờ đợi khát vọng, như cuộc đời thầy đơn sơ trên bục giảng, thầy lặng thầm nhìn học sinh thân yêu, thầy lặng thầm trang giao án cuộc đời, xin được là gió, xin được là mưa, dù mát nhưng chưa hè, xin được là mây, là hoa hương ngát, bằng tóc thời gian vì đã. Quê hương thầy đẹp trong câu hát, bằng tóc thời gian vì đã em thân yêu, hát bài khúc ca tự hào về người thầy.
ngay sau đây thì em xin phép được trân trọng kính mời cô Nguyễn Thị Thu Hiền, đại diện cho các thầy cô giáo, lên có đôi lời tâm sự chia sẻ với tất cả chúng em trong cái buổi gặp ngày hôm nay ạ. Em xin được trân trọng kính mời cô. Em xin kính chào các thầy cô yêu quý của em. Chào hai cô đồng nghiệp xinh đẹp. Và đặc biệt, chào các bạn lớp 12B, niên khóa 1999-2002. Rất là xúc động khi được lớp 12B mời đến dự kỷ niệm 20 năm ngày ra trường của lớp. Thay mặt các thầy cô giáo trong nhà trường, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các em. Cô mừng lắm, mừng vì các em đã trưởng thành, mừng vì các em đã nhớ đến thầy cô, đã có những tấm lòng tri ân. Và là điều mong mỏi nhất của các thầy cô đó là các em đã trưởng thành. Dù rằng mỗi người theo một cách riêng khác nhau, nhưng cho đến giờ phút này cô tự hào vì các em. Giống như slogan của nhà trường, đó là ngày nay các em tự hào về nhà trường thì ngày sau nhà trường tự hào về các em. Quả thật là nhà trường rất tự hào về các em, những gương mặt 12B yêu quý. Kính thưa các thầy cô giáo, thưa toàn thể các em lớp 12B, năm 1999 em tốt nghiệp đại học ạ. Và ra trường thì lại trở về trường cũ, mái trường Trung học Phổ thông Tân Lạc, nơi 3 năm đã gắn bó và các thầy cô đã đào tạo, bồi dưỡng và cũng đã hướng nghiệp. Và 12B yêu quý, năm 1999 là năm mà cô ra trường. Sau khi tốt nghiệp, đã về trường Trung học Phổ thông Tân Lạc công tác và đồng thời là cũng đứng lớp để dạy lớp của chúng ta là năm lớp 10. Mình còn nhớ là năm đó mình cũng được chủ nhiệm một lớp, đó là lớp 12D. Và vẫn nói với các bạn, niên khóa 1999-2002, đó là mối tình đầu của cô trong sự nghiệp giáo dục. Tại sao lại là mối tình đầu? Thì đó chính là năm đầu tiên ra trường được đứng lớp. Cô giáo thì trẻ còn bỡ ngỡ. Thế nhưng mà thuở ấy các em đã ủng hộ rất là nhiều. Và ngoài những cái giây phút đứng trên bục giảng ra, thì cô trò gần gũi nhau. Mình vẫn còn nhớ là khi cô giáo mới chỉ ốm xíu xíu thôi, nhà ở tận trong lồ. Thế nhưng các bạn đã đạp xe tận dưới Ngọc Mỹ để lên thăm, đi xe đạp. Các bạn tận ra Mô Lỗ Sơn cũng đã ra. Cảm thấy rất là xúc động. Và sau hơn 20 năm đứng trên bục giảng thì càng thấm thía và càng trân quý những cái tình cảm mà lớp lớp thế hệ học sinh đã dành cho các thầy cô giáo và đặc biệt là dành cho tôi. Và cũng xin hoan hỷ báo cáo với các thầy cô và cũng xin thông báo với các em, đó là trường Trung học Phổ thông Tân Lạc đã sắp gần 50 năm kỷ niệm thành lập, ngày thành lập trường. Và trong chặng đường phát triển đó thì hiện nay nhà trường đã có hơn 50 cán bộ giáo viên nhân viên. Và nhà trường đã chuyển sang địa điểm mới, đó là khu Mường Định, thị trấn Mãn Đức, gần khu bệnh viện. Và tổng diện tích thì đã hơn 3 ha và được mệnh danh là ngôi trường có diện tích và cơ sở vật chất và cảnh quan sư phạm môi trường đẹp nhất trong khối Trung học Phổ thông của tỉnh Hòa Bình. Mong là các em có thời gian thì sẽ ghé qua thăm trường, xem cái cảnh quan và diện mạo nhà trường trong quá trình hình thành và phát triển cho đến ngày hôm nay. Và cũng xin hoan hỷ thông báo với các thầy cô và các em học sinh, đó chính là nhà trường đã có rất là nhiều những cái thành tích. Và hiện nay thành tích của nhà trường đã được hun đúc bởi cái quá trình các thầy các cô từ những bậc tiền nhiệm, các thầy các cô giáo thế hệ trước đã tạo dựng nên một cái nền móng vững chắc. Và để những ngày hôm nay đội ngũ các thầy cô giáo nhà trường vững bước hơn và chuyên tâm hơn với nghề, cơ sở vật chất là khang trang sạch đẹp, tất cả các phòng học, phòng chức năng thì đều có máy chiếu và tất cả các phòng học đều kết nối internet để phục vụ công tác giảng dạy trong cái thời đại 4.0. Và đặc biệt đó là trong đại dịch Covid, trong 3 năm vừa qua thì học sinh không đến trường nhưng không ngừng việc học. Đó là sự đổi mới của các thầy cô về công nghệ. Bên cạnh đó thì rất nhiều các thầy cô đã đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia. Và càng ngày càng nhiều học sinh đỗ vào các trường đại học cao đẳng có tiếng và đã có những cái vị trí tốt trong xã hội. Và nhà trường cũng đã định hướng và phân luồng học sinh theo cái nhu cầu của xã hội. Vì thế cho nên là
Có những bạn thì theo con đường học vấn, nhưng có những bạn ở lại địa phương thì phát triển kinh tế gia đình. Và dù cách nào đi chăng nữa thì các em đều đã thành công theo cách riêng của mình và đều trở thành những cái người công dân tốt cho xã hội, không chỉ có giá trị đối với bản thân gia đình mà còn mang lại giá trị cho xã hội nữa. Rất là mừng, năm học 2020-2021 thì nhà trường nhận được cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh, và năm 2021-2022 thì được nhận bằng khen cho đơn vị đứng thứ nhì. Đây là một cái sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các thầy cô và các em học sinh trong nhà trường trong giai đoạn hiện nay. Nhưng để có được thì đó là sự hun đúc kinh nghiệm và sự tiếp nối những gì thầy cô giáo ở những thế hệ trước để lại. Và đặc biệt đó là những thành tích của các em học sinh ở những cái giai đoạn trước cũng đã thôi thúc các thầy cô và các em học sinh cố gắng hơn nữa. Và mong rằng lớp 12B của chúng ta, các em sẽ trưởng thành hơn nữa và các em luôn hướng về nhà trường và trở thành những người công dân có ích. Hôm nay đến đây với các em, cô muốn nói rằng kỷ niệm với 12B rất là nhiều. Lớp 12B là lớp thiên về khoa học xã hội, nhưng đã đón nhận cô giáo dạy tự nhiên, đặc biệt là môn sinh học, bằng một cái tình cảm là ấm nồng. Khi mà cô giáo bước đến lớp thì cô biết là có những bạn ngày xưa là ngồi ở trong góc lớp là ghi chép bài không đầy đủ. Nhưng mà cô giáo biết và biết, nhưng mà vẫn không gây áp lực với các em. Bởi vì mục tiêu của cô khi đấy đó là gì? Các em nắm được kiến thức một cách chắc chắn và chân thực nhất, đó mới là giá trị. Còn lại mỗi bạn thì có một cách học khác nhau, có bạn ghi chép cẩn thận, nhưng có bạn thì ghi chép chưa được cẩn thận lắm. Thế nhưng tuy nhiên là cái việc mà ngồi trong lớp và các bạn trai lớp này này là rất là đặc biệt, là thi thoảng là hay trêu nhau, và các bạn gái thì chăm chỉ hơn. Và cái rất tiếc là ngày hôm qua trường đại hội đoàn trường, cho nên là cô Văn Thư lưu trữ đi vắng, chứ không thì cô sẽ lấy quyển sổ ghi đầu bài và quyển sổ điểm của 3 năm lớp mình đến đây để các bạn sẽ có nhiều kỷ niệm hơn nữa. Và các bạn sẽ thấy rằng là dấu ấn của lớp cách đây 23 năm, đúng không ạ? Cách đây 23 năm là các bạn sẽ thấy đó là những kỷ niệm đáng yêu. Và quan niệm của cô rằng học sinh trường trung học phổ thông Tân Lạc không có học sinh hư, chỉ có học sinh chưa được giáo dục đúng cách và chưa nhận thức đầy đủ thôi. Vì thế cho nên hôm nay gặp các em đây, cô hoan hỉ và vui sướng lắm, và mong rằng 20 năm, 25 năm, 30 năm và nhiều hơn thế nữa, các bạn hãy đến đây, bỏ ngoài cánh cửa kia những vấn đề của cá nhân, và các bạn sẽ đến đây với những chân ái, những tình cảm, những thiết tha dành cho nhau và những yêu quý, để chúng ta tạm thời gác lại những cái khó khăn, những cái mưu sinh của đời thường, và các bạn đến đây với cái niềm hoan hỉ nhất. Không biết các bạn như thế nào, nhưng với cá nhân tôi thì tôi thấy rằng là trong cuộc sống xã hội chúng ta có nhiều mối quan hệ gia đình, công việc, làng xóm, nhưng mối quan hệ bạn bè là mối quan hệ trong sáng và vô tư nhất. Có những điều mình không thể nói được với cha mẹ, cũng thậm chí cũng không thể tâm sự được với người bạn đời của mình, nhưng có thể mình chia sẻ được với những người bạn tri ân tri kỷ của mình. Đấy là cái điều mà cô mong muốn là các em trân quý và lưu giữ. Và một lần nữa em xin được thay lời cho các bạn ở lớp 12B, xin được chân thành cảm ơn những cái lời tâm sự của cô Hiền đại diện cho các thầy cô giáo đã dành cho tất cả chúng em. Và vâng, và để đáp lại những cái tình cảm mà các thầy cô giáo đã dành cho chúng em trong những năm học cấp 3, thì tập thể lớp 12B chúng em đã có một cái món quà nhỏ để gửi tặng các thầy cô làm kỷ niệm nhân dịp mà kỷ niệm 20 năm ngày chúng em ra trường. Và món quà tuy nhỏ nhưng là chứa đựng những cái tình cảm lớn lao, một sự tri ân và lòng biết ơn sâu sắc với các thầy cô đã dạy chúng em nên người. Và sau đây em xin được trân trọng kính mời các thầy cô giáo chúng ta cùng bước lên sân khấu để nhận những cái món quà nhỏ ý nghĩa này của chúng em ạ.
Dạ vâng ạ, một lần nữa thì em xin được chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo và tất cả các bạn. Và sau đây chúng ta sẽ cùng cắt chiếc bánh gato để kỷ niệm 20 năm người ra trường, đúng không các bạn? Bây giờ mình xin mời các thầy cô giáo và các thầy các bạn chúng ta cùng lên sân khấu này cắt chiếc bánh gato để kỷ niệm 20 năm ngày chúng ta gặp lại.